Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và như trong video hôm qua thì mình cũng đã giới thiệu các bạn cách lắp đặt cũng như là cân chiếc Ronin RS này rồi. Thì như các bạn đã biết, trong cái bộ combo Pro của Ronin RS2 thì chúng ta sẽ có một bộ phụ kiện cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái Raven Eye, hay được dịch ra đó là mắt quạ. Thì đây chính là một bộ phận gọi là Wireless Video Transmitter, có nghĩa là bộ phận truyền hình ảnh không dây. Đó, thì cái này có những chức năng như thế nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt và tìm hiểu xem là cái Raven Eye này nó hoạt động như thế nào nhé. Ok, các bạn có thể hiểu đơn giản là cái Raven Eye này nó sẽ là truyền hình ảnh trực tiếp từ cái camera của bạn ra một cái thiết bị không dây. Thì ví dụ như là mình có sử dụng điện thoại ở đây để làm cái more wireless, thì như anh em nào mà làm phim hay là đã từng đi job các job lớn ấy thì sẽ biết là cái wireless này nó có tác dụng như thế nào. Thì cái Raven Eye này được tặng kèm với Ronin RS với công dụng là như vậy. Tuy nhiên thì nó còn thêm một vài tính năng thì ở trong phần sau của video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và thực hiện nó sau. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái Raven Eye này sao cho hợp lý nhất nhá. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là những cái gì. Thứ nhất là ở trong túi chúng ta có sẽ có rất nhiều cáp, thì anh em hãy lôi cáp ra. Tiếp theo đó thì chúng ta phải chuẩn bị những cái bộ dụng cụ để mà có thể lắp được đặt cái bộ focus. Đây chính là cái bộ focus như hôm qua mình đã giới thiệu rồi, thì chúng ta phải lắp bộ focus này lên và một cái sợi dây, gọi là đây là cái dây xích để mà cho vòng focus, thì anh em hãy lắp cái này vào cái ống kính rồi, và cái thanh blade cũng như là một cái thanh ngàm để đỡ được cái bộ focus này. Đây, các bạn sẽ tìm trong cái túi phụ kiện ấy, nó sẽ có ba cái như thế này. Đó, các bạn tìm ra cho mình. Kèm theo đó là một cái lục lăng cũng như là bộ vít. Đó, đây là những thứ mà anh em sẽ phải cần chuẩn bị để có thể lắp được cái Raven Eye này. Thì như mình cũng đã lắp test các thứ rồi thì mình đã lắp sẵn hai con ốc vào trong cái khung này. Đó, và bây giờ thì anh em hãy lắp cái này vào blade. Đây, cái blade đây, anh em hãy lắp vào cái chân vít M4 này. Rồi tiếp theo đó thì anh em hãy lắp cái vòng focus này lên cái ống len của chúng ta. Và lưu ý cho anh em là khi mà chúng ta lắp cái vòng focus này thì anh em bắt buộc phải lắp thật chặt cái xích này vào. Đấy, lắp thật chặt cái xích vào, thít hết cỡ có thể, thít hết cỡ tay anh em có thể thít. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối cái Raven Eye này vào cái khay dưới của gimbal. Và lắp chiều như thế nào cho đúng thì anh em hãy cứ nhìn cái chữ Raven Eye này ở đâu, hay là cái đầu của hai anten này này vào đâu thì các em hướng thẳng vào trong như thế này. Đấy, sao cho là cái cổng nguồn của nó được hướng vào bên trong để có thể tiếp xúc được gần và hơn. Rồi, và trên cái thân gimbal này thì nó sẽ có một cái khu vực để có thể anh em kết nối. Anh em hãy mở cái nắp này ra. Tiếp theo đó thì chúng ta hãy phải lắp thêm cái ống này lên. Rồi, anh em hãy cho vào đây. Và anh em lưu ý nhá, anh em đừng lắp sâu vào trong quá, bởi vì chúng ta sẽ còn phải cân lại cái gimbal này nữa. Vậy nên anh em cứ lắp cho mình cái này đầu nó thừa hẳn ra ngoài một chút, rồi sau đó thít chặt nó vào. Tiếp theo đó là lắp bộ focus lên. Và cái bộ focus này thì anh em hãy hướng cái mặt tròn tròn này, motor này vào phía bên trong. Rồi, anh em hãy chỉnh cái vòng focus này sao cho nó khớp với cái dây này nhá. Như vậy là được. Ok, công việc tiếp theo chúng ta sẽ là cân cái đống này lên trên cái thân gimbal này. Bây giờ tiếp theo sẽ là bước quan trọng nhất, đó chính là bước kết nối. Và đầu tiên thì các bạn hãy kết nối cái bộ wireless này với cái thân máy trước. Các bạn hãy cắm vào đây. Đó. Tiếp theo đó thì ở đây chúng ta hãy tìm vào những cái bộ dây mà nó có rất nhiều dây nối dài như thế này. Đó, đây sẽ là những cái dây mà kết nối máy ảnh của chúng ta với cái nguồn của Raven. Thì trước tiên thì mình sẽ cho các bạn lưu ý một chút. Đó là một cái sợi dây nguồn rất là ngắn. Nó ghi ở đây là USB-C to USB-C, dây số 7. Anh em hãy tìm ở trên này là nó là dây số 7 và có một cái dây chữ L như thế này. Thì bây giờ anh em hãy kết nối cho mình cái nguồn vào. Anh em hãy nhớ là cắm cái đầu cong này này xuống bên dưới trước nhá. Và ở đây thì nó có ghi là nó có những cái ký hiệu nguồn ấy, thì anh em hãy cắm làm sao cho nó giống với cái bên trên nhất. Thì ở đây thì mình sẽ cắm phía bên dưới cùng. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phải kết nối một cái dây với truyền hình ảnh từ camera của Canon ra cái bộ này. Có nghĩa là trong này nó có rất nhiều các loại dây có thể kết nối được, cả Sony, cả Fuji, cả Canon. Vậy nên là anh em cứ tìm đúng cái dây mà máy mình đang có là được. Và sau đó anh em hãy kết nối cái này vào cái bộ Raven này. Về cơ bản là kết nối như thế này là đã ok. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải kết nối cả bộ nguồn của focus vào với gimbal nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái dây gọi là nó là dây C2C thôi. Các bạn chỉ cần tìm một cái sợi dây ngắn nhất có thể. Anh em lưu ý nhá, tại vì là nếu như cắm sai dây ấy thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái điện thoại để điều khiển cả gimbal cộng cả Raven Eye ấy thì nó sẽ không được, bởi vì chúng ta sẽ chỉ kết nối được một trong hai cái này thôi. Thì khi mà các bạn cắm dây ấy, thì các bạn có thể vừa sử dụng cái Raven Eye này làm cái thiết bị điều khiển cả gimbal được luôn.
Đó, còn bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem được hay chưa. Các bạn hãy bật cái Raven Eye ở nút bấm phía sau, các bạn hãy giữ nó vào. Và trên cái cục focus đợt này nó hiện báo đen xanh. Vậy như vậy là ok. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ kết nối cái Raven Eye này. Bây giờ mình sẽ connect to Raven Eye ở trên app DJI Ronin. Cái này sẽ kết nối bằng qua Wi-Fi. Đấy, và các bạn hãy ấn vào connect khi mà nó báo hiện đây. Ở đằng sau này thì nó sẽ có password của những cái bộ này. Vậy nên anh em chỉ cần ấn theo đúng cái password đấy là được, không phải lo lắng gì cả. Và đây, khi mà các bạn đã kết nối xong tất cả mọi thứ thì mình sẽ test cho các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn cái focus này, mình sẽ vặn ở cái vòng ở dưới này. Và các bạn nhìn cái vòng này nó chạy nhá. Các bạn thấy không? Đấy. Và để kiểm tra xem là liệu anh em có cắm dây đúng hay không ấy, thì anh em hãy vào kết nối với app. Và đây chúng ta sẽ có một cái mo. Đấy, anh em sẽ nhìn trực tiếp qua wireless như thế này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ có một vài cái hay hơn để cho anh em nhìn. Ví dụ như mình đang để ở đây, mình đang test, đúng chưa? Và bây giờ thì mình sẽ thử track cho em luôn xem là cái vào bộ Active Track có hoạt động tốt hay không. Thì anh em hãy nhìn xem nó có hoạt động không nhá. Rồi, có anh em ạ. Đây, mình đang đi này, mình đang di chuyển này. Đó. Đó, như em có thể thấy Active Track có đang hoạt động rất tốt đúng không? Mình cúi xuống này. Đó. Ok, vậy là đó là cái tính năng Active Track khi mà chúng ta lắp cái Raven Eye này. Và có một cái lưu ý là cái Active Track này chỉ hoạt động khi chúng ta có cái bộ Raven Eye kết nối với máy ảnh mà thôi. Còn nếu như chúng ta không có cái bộ Raven Eye này thì không thể dùng được Active Track, kể cả dù các bạn có kết nối như thế này nữa. Nào, ngoài ra thì chúng ta có vài tính năng nữa như là Fox Mobile, thì cái này có lẽ là anh em đã biết rồi. Đây, anh em có thể lái theo cái tốc độ điện thoại của anh em. Về cái độ delay thì mình cũng thấy nó có một cái độ delay nhất định. Tuy nhiên thì năm nay đã làm cái Fox Mobile này tốt hơn năm ngoái ở trên chiếc Ronin SC ấy. Đó, em nhìn đấy. Cái này thì anh em có thể điều khiển được. Rồi, anh em có thể tùy chỉnh được cái tốc độ ở đây, là anh em muốn nó đi như thế nào, chậm hay nhanh thì anh em có thể chỉnh ở đây. Vậy là vừa rồi là tất cả những cái công đoạn mà mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái chiếc Raven Eye này, và cái cách kết nối cũng như là cách truyền tín hiệu của Raven Eye. Thì trong những cái video sắp tới thì mình sẽ cố gắng là mình test tất cả toàn bộ tính năng của chiếc Ronin RS2 này. Thực ra đến thời điểm bây giờ thì mình cũng chỉ làm video hướng dẫn cho các bạn thôi, mình cũng chưa quá là nhiều trải nghiệm với cái thiết bị này. Thì ở trong video đánh giá chi tiết thì mình sẽ gửi tới các bạn chi tiết hơn về cái hiệu năng của con này, cũng như là về những cái công dụng và những cái tính năng ngoài lề mà cái bộ Raven Eye này có thể đáp ứng cho chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Nếu có ý kiến gì hay có thắc mắc gì thì hãy cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn, hoặc là các bạn có thể lên fanpage của Tokyo Camera. Ngoài ra thì bộ này đã có sẵn cả bộ cơ bản cũng như là bộ combo ở trên Tokyo rồi, mình sẽ để link dưới phần mô tả. Nếu như em có ý kiến gì thì hãy cứ vào đường link để xem giá nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.